Mình muốn đi bộ á thì mình sẽ nhấn cái nút này, và cái nút này á nhấn để mình xin ưu tiên đường cho người đi bộ, và khi mà có tín hiệu đèn nó bật lên á khoảng 30 giây á thì mình sẽ đi ngang đường, xe nó sẽ ngừng lại. Dạ, cái thịt ngon lắm, chân ngon lắm, chân nấu cháo rồi cũng ngon, nó không có tanh. Cô này là người Việt luôn. Dạ. À, cái này là bán phao. À. Dạ. Vẫn cắt ra được. Còn phao ở đây là khoảng 5 lòng. Nhiều khi nó hạ lên hạ xuống một khoảng mấy chục sen thôi. Dạ. Nó không phải là mắc. Dạ. Nó là rẻ. Chuối này thì trong ngàn. Trong ngàn bóp vậy. Ô, tính ra nó cũng mắc ghê chứ. Ở Việt Nam thì 10.000 thôi. Để đón, để đi lên cái siêu thị và sẽ mua đồ. Thì tí xíu nữa vừa hồi sẽ chia sẻ cô bác với chị biết được luôn. Nhưng mà cô bác với chị biết không, ở Mỹ này thì người ta cắt nhà theo kiểu thấp thấp á, là nó cũng có nhiều cũng có nhiều cái vùng Mỹ, chứ không phải là tự nhiên người ta cắt thấp như vậy. Nếu như mà mình sẽ qua bang qua thành phố New York á, thì mình cô bác của chị xem qua TV thấy nhà cao cao không à, hoặc là thủ đô Washington á. Còn riêng ở Cali này thì do tình hình động đất nhiều hơn nên người ta sẽ cắt nhà nó thấp hơn chút xíu. Sáng nay thì mình đi chung với một người bà, nên là nữ là bà có một cái thẻ ở để mà đi xe buýt ở đây và không có tốn tiền, ở đây là được quy miễn phí, nên là nữ là ở Mỹ này cái gì nó cũng đắt đỏ hết á, nên miễn phí được cái nào thì hay cái đó. Ở ngoài trước có một cái chiếc xe đạp kìa, chở đó. Dạ. Ô, là một tài xế nữ luôn. Nữ nam gì cũng có hết. Dạ. An toàn ghê không? À. Đây. Có một ông cụ, ông đi xe lăn xuống thì tài xế nói là để cho cái ông xuống trước rồi mình mới lên sau. Ô, tài xế này. Dạ. Ở đây xe buýt này thì nó cũng giống như xe buýt ở Việt Nam vậy á, nhưng mà điều độc lạ là tài xế nữ, dễ thương. Nữ nam gì cũng có. Dạ. Nhầm chiếc. Có thấy vô nó mát, quá lạnh nó mát. Nhưng mà xe buýt ở đây nó có hệ thống máy lạnh đó. Giống như hiện nay ở Việt Nam thì cái tuyến đường từ Hồng Ngự, chỗ Bùi Hồ đến đi đến thì nó có lạnh á. Xe buýt bây giờ cũng nâng cấp lên hệ thống máy lạnh nữa. Giống như kiểu hai lúa thì gặp gì chia sẻ đó cho cô bác chị biết. Và đây là cái thẻ lên cái chiếc xe buýt mà Bùi Hồ mới vừa lên nè. Và thông tin với cô bác chị một điều khác là chuẩn bị vừa họ đi chung với một người bạn cũng lớn tuổi rồi, và bà nói là cái thẻ của bà thì đi được hai người. Và khi mà cái tuổi cao nên đi xe buýt như vậy á thì chính phủ sẽ lo cho bà cái thẻ này, không đi miễn phí, không có tốn tiền. Và bây giờ cũng đã đến trạm rồi cô bác anh chị, còn nếu như người bình thường đi làm sẽ nhiều tiền hơn. Bye bye. Cảm ơn. À, đây là một cái quán cà phê Starbucks của cô bác anh chị, rất là nổi tiếng của Mỹ ha. Rồi thì ở Sài Gòn có vụ mà cà phê chuỗi cà phê Starbucks nó một vài cả mặt bằng ngay tại Sài Gòn á, cũng khá là nổi tiếng của cô bác anh chị biết không? Chuỗi cà phê Starbucks rất là nổi tiếng luôn. Ở đây không có một chiếc Honda nào được chạy hết. Bây giờ phải đi qua đường. Đây là nút nhấn. Nút nhấn dành cho người đi bộ. Thì khi mà mình muốn đi bộ á thì mình sẽ nhấn cái nút này. Và cái nút này á nhấn để mình xin ưu tiên đường cho người đi bộ, và khi mà có tín hiệu đèn nó bật lên á khoảng 30 giây á thì mình sẽ đi ngang đường, xe nó sẽ ngừng lại. Còn nếu như á không có người đi bộ thì cứ chạy, hoặc là bao lâu thì cái quy định nó sẽ được một lần. Nhưng mà đây là một cái cũng cái khá là hay hơn, khá là hay luôn. Mà cái nút nhấn ở trên này, cái đèn ở trên này nè, nó mới đây.
có thấy có dấu hiệu xin đường ở bên kia kìa, cô bác anh chị thấy không? Dấu hiệu xin đường á, cái bàn tay á. À. Và chị này nói á, mỗi một trạm chị đi á là chị trả có một đồng thôi, một đô thôi, là khoảng 22.000 tiền Việt cho hết cả một cái trạm đó cả nhà, cũng khá là rẻ ha, 22.000. Dạ. Ở đây là một cái ghế dành cho người khuyết tật á, ưu tiên dành cho những người khuyết tật, khi mà có người khuyết tật á thì sẽ bật cái ghế đó xuống. Và đây là một cái bảng hiệu bán vé số ngay tại Mỹ. Có điều gì lạ không? Thì cũng như là bán những cái thức ăn á, giống như cửa hàng tiện lợi á. Thì vừa hồi sẽ quay chia sẻ cho cô bác với anh chị biết luôn ha. Đây, giống như cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam. Dạ. Dạ. Bây giờ đi mua vé số. Mega đi, yeah. Mega ở này 74 đi. Mega. Then we pick cái này là mình mua bao nhiêu là nó bán bao nhiêu hay sao? Số hoạt động con mua cái này $10. Okay. $10. $10. Oh. Powerball. À sức của Yoto $5. Yeah, yeah. Sức của Yoto $5. Là như 50 hả? Yeah. $5. Latin. Cái này là cái đài đúng không? Cái đài đúng không? Cái đài của cái Mega bữa nay nó sổ nè. Dạ. 749 triệu. Dạ, $19 ok. À, cái này là cái giá trị tiền trúng. Giá trị tiền trúng. Dạ. Cái này cái giá trị tiền trúng, cái này giá trị tiền trúng mà cái này của cái đài Powerball. Dạ. Cái này Super Lotto, cái này là Mega tôi đấy. Mega tôi bao mình đó. Dạ. Tôi đây file đề hả? Dạ. Hả? Today Mega Million. Ok, thank you. Đây là ba đài khác nhau. Ừ. Thì Super Lotto này là YouTuber review. Dạ, yeah, dạ, yeah. Sao vậy? Đây là trúng là nguyên cái giải số này. À, trúng là nguyên cái giải số này này ha. Dạ, trúng hết. Trúng hết. Trúng một hàng thôi, nếu còn trúng một hàng đây là con lãnh 740 triệu. À, mỗi lần mua này nó cho mình 4 hàng. Mình mua 4 hàng, 5 hàng là 10 đồng, ok. À, một hàng là 2 đồng. À, 2 đồng. 2 đồng thì mình mua 5 hàng thì sẽ 10 đồng. Và mỗi hàng trúng đầy đủ 5 số này. Cái này là Super Lotto của Cali này là nó chỉ có 1 đồng một số thôi. Còn cái Mega này là 2 đồng. Cái này là Super Lotto là 1 đồng. Là 1 đồng một số, 1 đồng một hàng đó. Ở Mỹ thì có một cái điều á, cô bác có chị biết không? Là số mà không trúng là bán giá trị cái tiền nó càng ngày nó càng tăng lên. Và cái này là của Mega. Mega này là 10 đồng. Mega bữa nay chiều nay sổ nè. Chiều nay sổ, nhưng khi chiều nay chúng đặc biệt cái đã luôn. Còn cái này là của Powerball cũng tiểu bang khác. Dạ, cũng ở một cái bang khác, còn cái này là của Cali. Cali là chỉ có cái này thôi. Dạ, Cali là chỉ có. Super Lotto Cali cái này Powerball này nó trúng năm mấy tiểu bang lận. Không giống như ở Việt Nam thì giá tiền nó số kiến thiết ở Việt Nam nó sẽ cố định. Ví dụ như mua 10.000 thì chỉ 10.000 thôi thì nó trúng khoảng 2 tỷ. Còn ở Mỹ nha cô bác anh chị thì số này á nó sẽ trúng theo nó giá trị nó tăng dần. Nếu như ngày hôm nay sổ mà không trúng á thì nhưng mà cái này là sổ thì như thế nào? Mấy ngày nó mới sổ một lần. Chiều nay nó sổ tuần lễ thì sổ 2 lần. Dạ. Quanh ta là tiêu. Dạ. Tuần lễ nó sổ 2 lần. Sổ 2 lần. Dạ. Cũng khá là hay ha. Để vòng vòng quay đây. Dạ. Nếu như mà không có người thân ở Mỹ thì vừa hồ không đấy nào chia sẻ được cái thứ quyền này cho cô bác của anh chị biết. Vậy là di chuyển qua những cái chuyến xe buýt đó thì vừa hồ đã có mặt tại một cái khu chợ của người Hoa và vừa hồ sẽ review cái khu chợ này cho cô bác của anh chị biết ha. Đi vô thôi. Thời tiết ngày hôm nay thì giờ này ở Los Angeles cũng khá là nắng, cô bác của anh chị khá là nóng. Mời cậu bác các chị cùng vô đây với Bùi Hồ. Đây. Đây là Super Mickey. Đây là cái siêu thị ha.
mà có cái phòng ở đây mới vừa học. Đó này chỗ đeo mà. Dạ. Đây là một cái siêu thị, gọi là chợ, vì ở đây bán tập trung vô những cái siêu thị như thế này hết, thưa cô anh chị. Thực phẩm ở đây thì khá là an toàn. Thôi, cái khổ quá. Khổ quá đó, đẹp gì đó. Trời ơi. Năm nay ngoại không thành chồng, không phải chồng hả? Khổ quá đó to ghê không? Quá trời đẹp gì. Cái có đầm anh chứ trên một bao. Khổ quá tên tiếng Việt. Nửa ký là đầm năm chín. Một bao là 400 gram. Nửa ký nha. 900 gram. 450 gram. Một ký là 900 gram. Đây là 129. 129 trên 1 bao là nửa ký đó. Dạ. Nửa ký là 1 đồng 29 thì coi như đồng 3 đi thì nó khoảng 450.000 nữa. Đây là khổ qua. Còn đây là cà tím nè. Đây, cà tím, cà dài. Cà dài này cũng lên 1 đồng 19. Dạ. Khổ qua mọi mua bỏ lại ngoài không lấy. 20 sen là bao nhiêu? 19. Đồng 19 sen, dạ. Đồng 20 sen. Dạ. Còn 20 sen nữa ký là 3, 1 đồng 25 đồng, 25 ngàn. Với nọ thêm 5 ngàn nữa 30 ngàn. 30 ngàn. 30 ngàn nữa ký. 30 ngàn nữa ký. Dạ, 60 ngàn ký. Ở đây là 60 ngàn ký. Mà nó bị héo héo rồi. Nó để vô lạnh. Nó trái này được. Dạ. 1 ký là 60 ngàn. Mình so sánh khọc khiển tí xíu là ở Việt Nam thì này khoảng mấy ngàn, 10 ngàn, khoảng chắc 5 ngàn ký. Này là so sánh khọc khiển nha. Hồ nói ở Việt là coi so sánh cho cô bác anh chị biết. Khọc khiển. Còn đây là cà chua. Cà chua thì 1 đồng 69 cho một bao là nửa ký. Cà chua khá là tươi ha. Chỉ có này nó hơi bị héo tí xíu, người ta gạt cái cuốn ra để cho không biết héo á. Còn ở bên đây là quay rau. Này là cái đó là cải của Mỹ á. Dạ. Cải của Mỹ trên cái gì quên. Giống rau dền ghê. Giống rau dạ. Nhưng không phải, cái này muốn lẩu mình ha. Cái gì quên mẹ nó. Cái này tự nhiên quên á. Này salad son. Salad son cái này rau dền Mỹ, dạ. Rau dền Mỹ đồng nó mới chín cái không có. Này là rau dền Mỹ nha. Có, một bó một cái. Một đó bó khoảng 30-40 ngàn nha. Dạ. Ở đây là cải súp lơ có nấm đó. Nấm ở đây là 5 đô một phần. 5 đô. Cái này là 3 đô 24 sen thì khoảng 70 ngàn. Nấm này là nấm. Còn đây là mắp. Trái mắp 3 đô 70 ngàn 3 trái. 3 trái này 70 ngàn thì nó cũng được ha. Có cả ớt chuối nè. Ớt chuối người ta gọi là hoa chuối. Ớt chuối này thì 100 ngàn bắp vậy. Ở tính ra nó cũng mắc ghê chứ. Ở Việt Nam thì 10 ngàn thôi. Nhưng mà cô bác quý chị biết á, rau củ tại Mỹ này không phải Việt Nam nhập qua được đâu nha. Khó lắm, không có nhập qua được đâu. Nè, này là trái ớt của Mexico. Ớt mễ, người Mexico người ta gọi là người mễ. Nhưng mà này phải nhập từ Việt Nam. Không, trồng ở tại đây. Tại đây đúng. Nên là nữa là Bùi Hồ có chia sẻ với cô bác quý chị á, là tất cả các rau củ đều được trồng ngay tại đây, chứ nhập qua là không được. Vì nói về cái nông sản của Mỹ á, là Mỹ không cho nhập trái cây rau củ gì qua, phải kiểm định rất là chất lượng. Còn đây là ớt Thái là 50 ngàn đồng một phần.
đây là gì nè? Đối với bác bên chủ đây là gì? Đây là đây tỏi chứ. Đây là tỏi lá. Thì con tỏi nó củ tỏi nó to vậy. Bằng cầm tay của mình luôn á. Đây. Cầm tay. Nó cũng đầy đủ hết, nó không có thiếu gì hết nha. Ở, ở đây là su hào. Su hào. Còn đây là khà gót. Đây là tất cả củ sen. 3 đồng thao, 2 đồng chín. 70 ngàn nửa ký. Đây củ sen. Đây giống khoai mì. Khoai mì. Khoai mì này thì đồng rưỡi. Đồng rưỡi. Khoai mì này. Đu đủ. Ở đây là su hào. Củ su. Su hào. Trái su này thì là 3 đồng. Mà được bảo quản ở trong cái ngăn lạnh á nên hai thao dạ. Hai thao chín chín sen lẫn như là đồng ký. Dạ. Rồi, bỏ lại. Cái này là xà lách giò. Dạ. Ở Việt Nam gọi là bắp cải. Việt Nam có kêu mà xà lách là lạc. Dạ. Xà lách giòn á, một cái thì lạng đồng 19, đồng 20 sen. Đậu cái đó là cái này là đối cô bác với chị là gì? Đậu bắp. Đậu bắp này là 1 đô 7. Một tí xíu nhỏ xíu gì mà nó bị héo rồi. Nó bị đại lạnh nó bị héo rồi. Mà nó khoảng 30 ngàn. Ủa? Một khoảng 40 ngàn cho một phần như thế này. Kinh khủng ha. Đậu bắp này là của Honduras. Honduras xuất xứ từ Honduras. Còn đây là bà Hà cộng to ghê nè. Cộng nó to bằng cái mặt luôn. Bà Hà này thì 4 đô. Còn cộng to bà Hà là khoảng 100 ngàn. Tính được không? 3 cộng à, 3 cộng. 3 cộng này là từ 1 cộng bà Hà thôi. Ôi trời trời, vui ghen. Bí đao. Dạ. Yeah. Ô. Oh. Trái bí đao. Bí đao là cắt tự qua là cắt cho nó bán. Trời ơi. Bí đao mình thường hay nấu nước uống hoặc là nấu canh á. Nó to như thế này luôn á. Đây là một cái khu bán nông sản và vừa hồi nhận thấy là ở đây bán không thiếu bất cứ cái gì rau củ giống như ở Việt Nam. Nhưng mà đây có cả đậu que ở đây. Nhà qua ngoài có mua đậu. Đây đậu que. Ba chuối. Không biết lấy như thế này người ta có la không? Không. Dạ. Và mình sẽ tìm một cái đồ ăn của Việt Nam thử. Có đồ Việt Nam không? Dạ. Cũng khó tin rồi đấy không? Dạ. Nhưng mà cái củ này nó củ nào củ nấy nó to nè, nó to đùng kìa. Củ này là mấy đô đó? Một đồng 39 cent không, củ gì là 40 đô. Cá là 6 đồng. Đây là cái con cua nha. Con cua đó. Cái con này là con lớp à. Dạ. Đồng hồi sống là 10 đồng, 99 là 11 đồng sau đó. Quá trời bự. Con cua gì đâu nó to 13 đồng. 13 đồng. Thì khoảng nửa ký thì nó khoảng 10 đồng thì nó khoảng 2,5 khoảng 300. Thì khoảng 600 ngàn một ký cho một cái con cua nó to đùng. Còn đây là con tôm hùm. Con tôm hùm đó. Cái size này là size khủng nha. À, coi như là 11. Khoảng nửa ký thì nó khoảng 270. Thì một ký thì nó khoảng 500 mấy. Nhưng mà xe cũng như thế này thì giá tôm hùm giá hải sản ở đây á, do là California là cái tiểu bang ven biển nên là nữ mình thấy giá hải sản như thế này nó vẫn hợp lý. Còn ở trên kia nó đều có tiếng Việt nè, tiếng Anh với lại tiếng
tinh hoa cá bông lau. Đây là cá bông lau. Cá này cái gì không biết luôn. Dạ, cá này là cá bông lau sống. À. Nhìn giống con cá lăng ghê á. Dạ. Con cá lăng thì cá chứa. Dạ. À, ở đây là cái quầy bán hải sản. Cá này cũng còn khá là tươi luôn. Ngon hay cả nhà. Cá chim trắng. Cá gì cơ? Cá này á. Cái ngon này. Cá hồng. Cá hồng. Cá mắt bự ghê. Cá khúc không? Đây là người Việt. Để nguyên không? Đơn vị đo lường trọng lượng ở đây là bằng phao. Mỗi một phao thì nó khoảng nửa ký. Dạ, con cá này to ghê nè. Dạ. Con cá này chắc thịt ngon á. Dạ, cá thịt ngon lắm, chân ngon lắm. Chân nấu cháo rồi cũng nó không có tanh. Con này là người Việt luôn. Dạ. Con nghĩ mà khỏi cần phải tiếng Việt, tiếng Việt thôi. Dạ. Cũng phải nói chứ, cũng phải tại mình rất là thích cái tinh thần của người Việt Nam. Cái tinh thần dân tộc rất là cao, đi đâu cũng vậy á, cũng nói tiếng Việt hết á. Dạ. Cậu biết ở chỗ khác lại hả? Dạ. Con qua du lịch. Đi du lịch. Dạ. Con qua đi du lịch chơi. Con qua đây lâu rồi hả? Dạ. Có ở Việt Nam có tên nào? Ở Sài Gòn á, ở quận 10. Ba người cha mẹ thì ở dưới đây. Dạ, đây. Con ở miền Tây, ở Đồng Tháp. Đồng Tháp, tôi ở Đồng Tháp. Dạ, được. Rồi, chúc mừng chị nhé. Dạ. Con mực. Con mực to ghê hơn. Ủa, qua du lịch hả? Qua đây du lịch hả? Dạ. Qua du lịch anh. Dạ, có ngon. Chào anh. Chào anh. Ủa anh ở Việt Nam anh? À, Sài Gòn. Sài Gòn. Đây là khu chợ người Việt không như của anh. Cá bông lau anh hả? Cá bông lau. Đây là bán đòn nào ngon không ạ? Dạ. Đây nuôi là ở biển người ta nuôi. Nuôi hả? Là cá bông lau. Dạ. Nuôi ra tòa đồ ngon không? Và tính ra là với cái bát cá bông lau của Việt Nam mình á, nó bằng bằng thôi. À. Nó rất là ngon. Dạ. Ở đây ngon lắm. À. Thịt nó sẽ khác đúng không? Ủa. Thầy đó chứ. Mình ở Mỹ, mình mấy cái mì đồ Mỹ thịt thì mình nói ngon, mình nói ngon. Đúng không? Dạ. Cũng ngon, mình nói không ngon. Dạ. Cái gì mình cũng vậy. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Nha. Dạ. 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 Cái đó là mình bán cả một con luôn hả anh? À, cái này là bán phao. À. Dạ. Vẫn cắt ra được. Một phao ở đây là khoảng 5 lòng 99. Nhiều khi nó hạ lên hạ xuống một khoảng mấy chục sen thôi. Dạ. Nó không phải là mắc. Dạ. Rất là rẻ. Bên Việt Nam mình bán cái bát lòng cũng trăm mấy rồi đúng không? Một ký là trăm mấy rồi. Dạ. Ở đây rất là rẻ. Đồ ở đây không mắc. Chỉ có rau củ là hơi mắc thôi. Rau củ thì hơi mắc nhưng mà hải sản thì hơi mắc tại vì trồng là rất là khó. Dạ. Qua bữa nay có cho vỏ tiêu. Để vô mũ bò lòng bò. Mũ bò mà. Có được bụng hơn. Để ông bây giờ như thế tài. Nè nè nè. Trời ơi. Cái này trụng tài thế. Có nhiều cái ở đây tới mười mấy bụng. Có bụng là có vỏ có
bao nhiêu kỹ đó bòn. Thôi cũng bòn á. À. Mà cũng bòn lắm. Đi bòn đâu bù. Ở đi xây lên tại trường. Chị có kỹ gì à? Dữ lắm, ai vợ trùng ai lô hết. Nhiều khi mấy cái nước ở đây á, là nuôi mấy cái hải sản này đó, là nước là thích, không có cái đá cá bông lau này, không có gọi hay. Dạ. Anh ở Đồng Tháp á hả? Dạ, em Đồng Tháp. Rau anh này cũng bán tráng, bệnh cũng dễ thương vậy. À, mình vừa hồi nhận thấy được rằng á, là hải sản ở đây giá nó cũng giá khá là rẻ. Tuy nhiên về mặt hàng nông sản thì nó mắc hơn. Xí bọn đó mà. Dạ. Một phao thì cá bông lau một phao thì nó khoảng 6 đồng mà anh. À cái này khoảng 6 đồng một phao. À. 6 đồng là tính ra tiền Việt Nam mình đó là khoảng 130 mấy ngàn. À, nửa ký. À, tính ra là ở đây là tính ra là 2 ký. Đấy. Thì khoảng 2 ký là 1 ký là 2 phao 2. Đúng không? Cái này là khoảng 4 phao. 4 phao. Cái con cá đó hết luôn là khoảng bao nhiêu tiền cá này nè? Cái này á hả? Thảo. Cái này coi là khoảng 28 đồng, 28 đồng tính ra là 10 đồng. Đấy, có 28 đồng tính ra là cái này là 300. 28 đồng 1 đồng 200 ngàn, 10 đồng là 200 mấy là 400 mấy. Đó. Con cá cũng dễ. 400 mấy 500. Đó. Chắc to mà. Chắc lớn. Ở đây người ta cá này là rất là ít. Dạ. Ở đây là nuôi mấy cái này giỏi lắm. Mấy cá này đó là ở bên Mỹ này nuôi không. Và ngoài ra là không có chỗ nào nuôi. Rất ít. Dạ. Thôi đi thôi. Thấy cũng hay hay. Dạ dạ. Còn đây là tôm. Đây là tôm. Dạ. Tôm này nó rất lẻ. Con tôm nó nguyên hồng. Dạ. Tôm cá hồi. Hộp gì là khoảng 400-500 ngàn. 500 ngàn. Thì cả nhà biết là tôm này là đã bỏ cái phần đầu rồi. Bỏ phần đầu rồi. Mà 500 ngàn thì thấy nó cũng hợp lý. Nó cũng hợp lý, nó cũng tương tương song song với Việt Nam thôi. Nhưng mà chỉ có rau củ là trồng nó hơi khó. Thành thử là nó hơi mắc. Nhưng mà bất ngờ khi mình qua cái khu hải sản đó cả nhà. Đây là trái sầu riêng ha. Sầu riêng Malaysia. Vòng vòng chợ để quay cho cả nhà biết được. Cả nhà còn có muốn Bùi Hồ đi quay cái chợ nào đúng không? Thì Bùi Hồ sẽ đi review cho cô bác anh chị. Tại vì ở đây á, thì cô bác anh chị biết là tập trung vào những cái siêu thị thì nó dễ, nó không có sẽ kiểm những cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó dễ, chứ không có chợ trời ha. Nên nữ là đa số ở đây là siêu thị hết. Bùi Hồ biết sao chia sẻ vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là. Dạ. Này ba cái cà. Với lại ở đây nó một ít rau để mà về nhà ăn cơm. Dạ. Nay sẽ về nhà ăn cơm với lại thịt kho trứng.